Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài học mới. Trước tiên vào bài học mới, chúng ta sẽ đi kiểm tra kiến thức cũ, kiểm tra bài cũ. Câu 1, dòng điện là gì? Kể một số nguồn điện mà em biết. Câu 2, muốn có dòng điện chạy trong mạch thì cần phải có điều kiện gì? Câu 3, trong vật nào dưới đây đang có dòng điện chạy qua? A. Một thanh thủy tinh đã được cọ sát bằng dây lụa. B. Một chiếc đèn pin mà bóng đèn của nó bị đứt dây đặt tóc. C. Một chiếc bút thư điện đặt trong quầy bán đồ điện. D. Một chiếc điện thoại di động đang được dùng để nghe và nói. Đáp án câu 1. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Ví dụ như ắc quy, pin tiểu, pin vuông. Đó là những nguồn điện. Đáp án câu 2. Dòng điện chạy trong mạch điện kính bao gồm các thiết bị điện nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện. Câu 3. Trong vật nào dưới đây đang có dòng điện chạy qua? Đáp án của chúng ta là câu D. Một chiếc điện thoại di động đang được dùng để nghe và nói. Chúng ta sẽ vào bài học mới. Dòng điện ở mạch điện gia đình nếu chạy trực tiếp qua cơ thể người sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, tất cả các dụng cụ và thiết bị dùng điện, dây điện, công tắc, vít cắm điện, ổ lấy điện, bóng đèn hoặc điện nhân dân đều phải được chế tạo đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Chúng gồm những bộ phận dẫn điện và những bộ phận cách điện. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay, bài 20, chất dẫn điện và chất cách điện, dòng điện trong kim loại. Trước tiên chúng ta vào một la mã chất dẫn điện và chất cách điện. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Mem ghi cái kiến thức này vào. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chúng ta ghi nhận kiến thức này vào vở ha. Số 1, hãy quan sát hình 20.1 và cho biết các bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện. Ở đây trong hình này nó sẽ gồm gì? Dây tóc, dây trục, trục thủy tinh đen, hai đầu dây đèn. Và ở đây nó có vỏ nhựa vít cắm, hai chốt cắm, vỏ dây và lõi dây. Chúng ta sẽ tìm hiểu. Chất dẫn điện nó sẽ bao gồm dây tóc, dây trục, hai đầu dây đàn, hai chốt cắm, lõi dây. Bộ phận cách điện sẽ bao gồm là trục thủy tinh đen, vỏ nhựa, phích cắm và vỏ dây. Ở đây chúng ta có một sơ đồ mạch điện ở thí nghiệm 20.2 sách giáo khoa. Thanh bằng vật liệu nhựa, chúng ta sẽ quan sát. Ở đây bóng đèn nó không có sáng. Vậy thì chứng tỏ rằng không có dòng điện chạy qua, đèn không sáng. Đây là thanh kim loại. Chúng ta sẽ xem quan sát thí nghiệm. Khi chúng ta đưa thanh kim loại lại gần hai cái chốt kẹp, chúng ta sẽ thấy hiện tượng xảy ra. Đèn sáng lên. Như chúng ta thấy rằng dòng điện chạy qua và đèn sáng. Như từ đây chúng ta thấy rằng vật chặn điện thì đèn sáng, vật cách điện thì đèn không sáng. Câu C2, hãy kể tên 3 vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện, 3 vật liệu thường dùng để làm vật cách điện. Chúng ta sẽ có đáp án câu C2. 3 vật liệu làm chất dẫn điện là đồng, sắt, nhôm. 3 vật liệu làm chất cách điện như là nhựa, thủy tinh, sứ. Câu C3, hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện. Đáp án câu C3,
Các đường dây tải điện không có vỏ bọc cách điện tiếp xúc trực tiếp với không khí, giữa chúng không có dòng điện chạy qua không khí. Nghĩa là những đường dây mà tải điện cao áp á, nó sẽ không có vỏ, nó tiếp xúc trực tiếp với không khí, nhưng mà nó không có truyền điện qua không khí trong điều kiện bình thường. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 La Mã dòng điện trong kim loại. Một nhỏ, electron tự do trong kim loại. Kim loại là chất dẫn điện, kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử. Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do, gọi là các electron tự do. C4, hãy nhớ lại xem trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm. Chúng ta sẽ nhớ lại kiến thức và tìm hiểu. Hạt nhân mang điện tích dương, các electron thì mang điện tích âm. Đây là mô hình đơn giản của đoạn dây kim loại. C5, ký hiệu nào biểu diễn các electron tự do, ký hiệu nào biểu diễn còn lại của nguyên tử, chúng mang điện tích gì, vì sao? Vòng tròn nhỏ, ký hiệu dấu trừ biểu diễn các electron tự do, đây là vòng tròn nhỏ biểu hiện các electron tự do. Vòng tròn lớn, ký hiệu dấu cộng biểu diễn phần còn lại của các nguyên tử. Electron tự do mang điện tích âm vì bị thiếu hạt nhân, phần còn lại nguyên tử mang điện tích dương vì bị mắc electron. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2, dòng điện trong kim loại. Đây là mô phỏng chuyển động các electron trong kim loại. Electron tự do chuyển động. C6, hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, cực nào của pin hút. Vẽ mũi tên vào electron để chỉ chiều dịch chuyển có hướng. Chúng ta nhìn hình này. Electron tự do sẽ bị cực âm của pin đẩy và cực dương của pin hút. Chúng ta sẽ hoàn thành kết luận sau. Các 3 chấm trong kim loại 3 chấm tạo thành dòng điện chạy qua nó. Ở đây chúng ta sẽ điền những từ sau đây. Các electron tự do trong kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chạy qua nó. Mem ghi kết luận này vào. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Chúng ta ghi ghi nhận kiến thức này vào vở. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Ba La Mã vận dụng. Câu C7, vật nào dưới đây là vật dẫn điện? A. Thanh gỗ khô. B. Một đoạn gỗ bút chì. C. Một đoạn dây nhựa. Và D. Thanh thủy tinh. Thì đáp án của chúng ta sẽ là một đoạn gỗ bút chì là vật dẫn điện. Chúng ta tiếp tục. Câu C8. Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là A. Sứ, B. Thủy tinh, C. Nhựa và D. Cao su. Vậy chúng ta sẽ xem coi vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là nhựa ha. Là vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất. Câu C9. Vật nào trong các vật sau đây không có các electron tự do? Lưu ý là không có các electron tự do. Thì chúng ta có A. Một đoạn dây thép. B. Một đoạn dây đồng. C. Một đoạn dây nhựa. Và D. Một đoạn dây nhôm. Câu trả lời chúng ta là một đoạn dây nhựa. Là không có các electron tự do. Chúng ta sẽ ghi nhận kiến thức này vào vở hết mấy em. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Hướng dẫn học tập về nhà, chúng ta học thuộc bài làm bài tập 2.1, 2.2, 2.3 trong sách bài tập. Nghiên cứu trước bài sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện và cho thầy biết coi quy ước chiều dòng điện. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt.